huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ từng có ý định rời Việt Nam sau thành công. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo sáng mùng 7 tháng 11 ở trụ sở. Phát biểu trong buổi lễ, nhiều lần huấn luyện viên người Hàn Quốc xúc động khi chia sẻ về tình yêu với bóng đá Việt Nam. Ông nhấn mạnh mong muốn giành nhiều thành công hơn nữa khi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Olympic, U23 Việt Nam. Ông Park bày tỏ, tôi biết người hâm mộ chờ đợi nhiều và yêu thương chúng tôi. Tôi với cầu thủ, các huấn luyện viên người Hàn, những người đồng cam cộng khổ trong suốt 2 năm qua sẽ tiếp tục chuẩn bị, cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào khi tiếp tục công việc này. Chắc chắn nhiều vấn đề tôi không thể hiểu được ngọn ngành như người gốc Việt nhưng tôi luôn nói tôi là người yêu bóng đá, cầu thủ Việt Nam. Với bản thân tôi, đó là tình yêu chân thành, ông chia sẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn tiết lộ thêm rằng ông từng nghĩ tới việc không gia hạn với bóng đá Việt Nam sau 2 năm dẫn dắt. Người đàn ông 60 tuổi đã rất áp lực vì không biết có nên tiếp tục làm việc nữa hay không. Trước khi ký hợp đồng tôi suy nghĩ nhiều. Bóng đá Việt Nam đang ở mức độ nào đó và đã có thành công nhất định. Có người khuyên tôi cần nghỉ ngơi sau khi đã giành kết quả tốt. Nhưng tôi biết hiện nay người dân Việt Nam chờ đợi và mong mỏi nhiều. Tôi không biết có thể thỏa mãn được sự mong đợi của mọi người không. Tôi không biết rằng đây có phải là lần ký hợp đồng cùng với bóng đá Việt Nam hay không, ông Park cho biết. Trước đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng nói rằng, 2 năm trôi qua, có những mục tiêu chúng ta đạt được nhưng cũng có nhiều điều ta chưa thể thực hiện. Nhưng tôi cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa trong suốt thời gian qua. Ban huấn luyện của tôi cùng các cầu thủ đang cố gắng thực hiện mục tiêu trong dù còn thiếu sót. Chúng tôi vẫn đang cố gắng. Còn giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm còn nặng nề hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý gia hạn hợp đồng với VFF thêm 3 năm. Được biết, trong khoảng thời gian này, ông thầy người Hàn Quốc sẽ tập trung vào những mục tiêu chiến lược dài hạn cùng với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đào tạo trẻ. Hiện mức lương trong hợp đồng mới của ông Park không được tiết lộ. Nhưng theo nhiều thông tin, 50.000 đô mỗi tháng, sau thuế, sẽ là mức đãi ngộ mới của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông cùng VFF sẽ có thể đàm phán gia hạn hợp đồng mới từ năm thứ hai. Theo thông tấn xã Việt Nam,